À, xin chào các bạn, thì hôm bữa bên Khoa có quay một cái clip, thì có một cái Vios đời 2019 nè các bạn ha. Thì hôm nay Khoa lại giới thiệu cho các anh chị là một cái clip xe Vios G đời 2018 nha anh chị ha. Thì đây bên Khoa vẫn còn một xe kế bên là Vios 2019 cũng màu nâu vàng luôn nha anh chị ha. Một cặp luôn, một cặp Vios G đều màu nâu vàng vàng cát hết. Một xe 2018 và 2019, thì hôm nay Khoa xin giới thiệu cho anh chị là xe này là 2018 nha anh chị. Xe đi được khoảng 41.000 cây số rồi. Đó. 41.000 cây số mà rất là đẹp nha anh chị ha. Phải nói 2018 đi 41.000 khá là ít nha anh chị. Thì tại Toyota Tân Cảng bên mình đang định giá bán là 488 triệu cho cái mẫu Vios đời 2018 này. Thì 2018 với 2019 thực tế nó y chang nhau nha anh chị ha. Cũng là cụm đèn rồi setter phía trước đây. Đó, rồi có đèn LED ban ngày luôn. Xe này thì bộ vỏ đã được thay rồi nha anh chị ha. Bộ lốp đã lên bộ lốp Michelin rồi, bi 4 mấy ngàn thì phải thay rồi. Đó, mới vừa thay luôn, còn rất là đẹp nha anh chị. Bộ vỏ phải nói là khá là đẹp luôn. Anh chị cũng thấy không, cái màu sắc cái xe nó độ liền lạc, cái xe còn rất là cứng anh chị ha. Đó. Thì bên Khoa cũng đang bán cái đời 2019 là 510 triệu nha anh chị ha. Thì cái mẫu 2018 này thì thấp hơn một đời, thì các anh chị nếu mà mua thì tiết kiệm được khoảng chừng 30 triệu. Đó. Cũng là một cái mẫu Vios y chang như vậy luôn anh chị ha. Đây. Sùng cửa còn nguyên nè. Rồi khách này rất là kỹ anh chị ha. Đó, có làm cái ốp chống chày carbon lên xuống luôn anh chị. Mẫu xe gia đình Vios nhỏ gọn, đi rất là tiện anh chị ha. Thì cái mẫu Vios nếu mà anh chị nào tham khảo thì cũng biết là xe có đầu DVD nè, camera gear, cảm biến lùi đầy đủ theo xe anh chị ha. Đây phần cảm biến lùi, phía sau có chữ G nè anh chị. Đó. Nói chung là mẫu Vios này bây giờ nó quá thông dụng tại thị trường Việt Nam rồi. Doanh số bán cũng thuộc hàng top anh chị ha. Chủ yếu là Khoa quay cái chất xe cho anh chị thấy là cái xe nó còn rất là đẹp và rất là mới. Những cái gì cần thiết mình xem thì mình xem cho nó kỹ anh chị ha. Rồi bây giờ mình được cơ cấp anh chị. Đây là phần cấp sau nè anh chị ha. Đó. Sùng bọng keo chỉ còn nguyên vẹn hết luôn. Cấp sau khá là rộng nha anh chị ha. Anh chị nào mà đi du lịch gia đình đồ á thì mình có thể để đồ khá là tiện lợi nha anh chị. Đó. Bánh sơ cua còn rất mới. Xe có làm cách âm luôn rồi ha anh chị ha. Đó, mình đi thì mình cũng tiết kiệm được một khoản tiền và nó đỡ ồn anh chị ha. Đây bộ ghế sau anh chị rất là đẹp luôn anh chị ha. Xe đi 4 mấy ngàn, sau 4 năm sử dụng tính ra một năm trung bình đi có 10.000 cây số thôi, khá ít anh chị ha. Thì hồi nãy mình quay bánh trước nè anh chị, thì bánh sau nè thay một lần 4 vỏ Michelin hết nha anh chị ha. Sơn lại cùm thắng màu đỏ luôn. Nội thất còn rất là tươm tất nha anh chị ha. Đây là phần động cơ anh chị ha. Thì cũng như Khoa nói, những cái xe 5 chỗ anh chị thì nó rất là dễ bị thủy kích. Nó nên anh chị mua xe tại hãng thì anh chị cũng yên tâm cái phần đó. Thì bên Khoa đã kiểm tra về động cơ hết cho anh chị rồi. Anh chị thấy không, ốc máy nè. Nếu anh chị nào rành về xe thì cũng có biết coi á. Ốc máy còn nguyên nè. Đó, chưa tháo gì hết. Đây, ốc bản lề đó, còn nguyên hết.
Thì Khoa cũng xin chia sẻ là hôm qua bên Khoa coi một cái Camry đời 2017, khách mua bên ngoài nha anh chị ha, đó. Xong rồi đem xe vô đây bán lại cho bên Khoa. Thì trên lịch sử đã có thể hiện trước khi mua là đã tháo máy làm tỉ kích rồi. Nhưng mà khách mua xe không biết coi, tin tưởng bên ngoài, thích giá rẻ, mua một cái xe về. Sau đi một thời gian bán lại cho bên Khoa thì bên Khoa kiểm tra ra xe bị thủy kích và bên Khoa đã từ chối mua xe nha anh chị. Đó, cái vấn đề thủy kích và vấn đề đâm đụng rất là nguy hiểm khi mình mua cái xe cũ. Và một cái xe cũ nó rất là nhiều cái ảnh hưởng chi tiết khi mà anh chị mua. Mua về mà đi nó không hài lòng á, nó rất là khó chịu anh chị ha. Nó hư cái này, nó hư cái hư lạc giặt, rất là khó. Tiền thì không bao nhiêu nhưng mà mình cứ đi sửa tới sửa lui mất thời gian. Đó, nên đâm ra là anh chị hãy nên tin tưởng vào đại lý Toyota Tân Cảng Minh Khoa, một đại lý lớn của Nhật. Mình mua một cái xe mình trao niềm tin nha anh chị ha. Đó. Rồi thì Khoa cũng xin nhắc lại, đây là mẫu Vios số tự động đời 2018 bản G nha anh chị ha. Xe đi được 41.000 thì bên Khoa đang rao bán với mức giá là 488 triệu cho cái mẫu Vios số tự động đời 2018 này. Anh chị nào quan tâm hãy lên Toyota Tân Cảng xem xe nha anh chị. Và xin cảm ơn các anh chị ạ.